hai hai phẩm trồng căn lành lại nữa thiện hiện nếu các bồ tát tu học phương tiện thiện xảo bát nhã ba làm mật đa sâu xa như thế thì không phát sinh tâm tương ưng với nhu nhược không phát sinh tâm tương ưng với keo kiệt phạm giới sân giận lười biếng tán loạn áp tuệ do dự lại nữa, thiện hiện những các Bồ Tát tu học phương tiện thiện xào văn nhã và làm mật đa sâu xa như thế, thì có thể bao gồm tất cả ba la mật đa, ví như thân kiến có thể bao gồm đầy đủ 62 kiến. Bát nhã ba la mật đa như thế bao gồm tất cả ba la mật đa, giống như mạng căn có thể bao gồm khắp tất cả các căn khác. Khi mạng căn diệt thì các căn cũng diệt theo, cũng như thế bát nhã ba la mật đa mà gồm tất cả ba la mật đa nếu mất bát nhã ba la mật đa thì mất tất cả ba la mật đa vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể giữ gì? tất cả pháp lành thù thắng có thể diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện thế nên này thiện hiện nếu các bồ tát muốn giữ gìn tất cả ba la mật đa thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu các bồ tát có thể tu học bát nhã ba la mật đa thì thành tối tôn tối thắng đối với các hữu tình lại nữa thiện hiện ý ông thế nào các hữu tình ở thế giới tam thiền đại thiền này có nhiều chăng thiện hiện bạch bạch thế tôn rất nhiều các loài hữu tình trong châu thiện bộ số đó còn nhiều huống là trong cõi tam thiền Phật bảo thiện hiện. Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới Tam Thiên Đại Thiên đều thành Bồ Tát, mỗi một Bồ Tát này đều dùng nhạc cụ thượng diệu chọn đời cúng dường tất cả hữu tình, thì theo ý ông thế nào các Bồ Tát này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều chăng? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Phật bảo thiện hiện nếu có bồ tát tu học bát nhã và làm mật đa bằng khoảng khè móng tay phước của người đó còn hơn người kia vô lượng vô biên vì sao vì bát nhã và làm mật đa sâu xa đầy đủ lợi ích có thể hộ trì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thế nên này thiện hiện, nếu các bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề muốn làm thượng thủ của tất cả hữu tình muốn lợi ích cho khắp tất cả hữu tình muốn làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình, muốn chứng viên mãn tất cả Phật Pháp, muốn đi nơi cảnh giới chư Phật đã đi, muốn du hí chỗ Phật đã du hí, muốn giống tiếng đại sư tử của chư Phật đã giống, muốn dùng một âm thanh tuyên thuyết tránh Pháp cho tất cả hữu tình ở thế giới tam thiền đại thiên, làm cho tất cả đều đạt được lợi ích lớn, thể nên học bát nhã và làm mật đà. Thiện hiện nên biết ta chưa từng thấy có các bồ tát nào tu học bát nhã và làm mật đa sâu xa mà chẳng đạt được công đức lợi ích thủ thắng thế gian và xuất thế gian bấy giờ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn bồ tát tu học bát nhã và làm mật đa sâu xa lẽ nào cũng đắc công đức căn lành của thanh văn độc giác phật bảo thiện hiện công đức căn lành của thanh văn độc giác các bồ tát cũng đều có thể đắc như tâm không ưa thích an trú nơi đó dùng cái thấy của thắng trí nên không quan sát tiên đảo vượt qua địa vị của thanh văn và độc giác mở bày chỉ dạy cho hữu tình khiến đều được chứng đắc lại nữa thiện hiện nếu các bồ tát khi học như thế thì chính là dụng phước chân tịnh của tất cả thế gian trời người a tố lạc vân vân vượt lên trên ruộng phước của các thanh văn độc giác ở thế gian, mong có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, thường không xả bỏ bát nhã và làm mật đa sâu xa. Bồ Tát nếu có thể tu hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, thì nên biết đã được bất thối truyền trí nhất thiết trí, xa địa địa vị thành văn độc giác vân vân, gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà hiện hiện nên biết nếu các Bồ Tát nghĩ như vậy, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nên có thể phát sanh trí nhất thiết trí, thì các Bồ Tát này chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thấy chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu các Bồ Tát chẳng nghĩ đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nên mới có thể phát sanh trí nhất thiết trí, thì các Bồ Tát này chính là người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng có thể biết có thể thấy bát nhã ba làm mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát chẳng thấy bát nhã bà la mật đa, chẳng nghe, chẳng hiểu, chẳng biết bát nhã bà la mật đa, thì chẳng thấy, nghe, hiểu, biết các Pháp và cũng chẳng phân biệt để tu hành bát nhã bà la mật đa. Khi ấy trời để thích nghĩ nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã và làm mật đa còn hơn tất cả loài hữu tình, vốn là chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nghe nói về danh tự của trí nhất thiết trí, càng sanh tin hiểu còn đạt được lợi lành trong loài người và được mạng sống tối thắng ở thế gian, vốn là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và có thể lắng nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa. Các hữu tình này thế gian rất kính mến nên có thể điều phục tất cả hữu tình nghĩ như thế xong liền hóa ra hương hoa vi diệu dâng lên đức như lai và các bồ tát dâng hòa xong phát nguyện nếu các bồ tát cầu thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì xin đem công đức căn lành đã phát sanh của con nguyện cho người kia mau được viên mãn phật pháp nguyện sự cầu pháp nhất thiết trí và pháp vô lậu của người kia mau được viên mãn phát nguyện như thế xong bạch phật Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa đã phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác, con hoàn toàn chẳng sanh một niệm khác làm cho người đó thối thất tâm đại Bồ đề, con hoàn toàn chẳng sanh một niệm khác làm cho các Bồ Tát nhàm chán đại Bồ đề, đôi trụ địa vị thành văn độc giác còn hoàn toàn không phát sanh một niệm ý khác, làm cho các Bồ Tát thối thất tác ý tương ứng với Đại Bi. Nếu các Bồ Tát đã phát tâm lớn, còn nguyện cho tâm của vị đó càng thêm tăng tiến. Nguyện cho Bồ Tát đó thấy các thứ khổ trong sanh từ xong, vì muốn lợi ích an vui cho thế gian, trời, người, a tố lạc, vân vân phát sanh vô số nguyện lớn bền vững. Con đã tự độ mình rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn độ cho người chưa được độ. Con đã tự mình được giải thoát rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn giải thoát cho người chưa được giải thoát. Con đã tự an ổn rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn an ổn cho người chưa được an. Con đã tự mình chứng niết bàn rốt ráo rồi, cũng phải siêng năng tinh tấn làm cho người chưa chứng được chứng đắc niết bàn rốt ráo. Bạch Thế Tôn nếu là hữu tình đối với công đức của Bồ Tát mới phát tâm, hết lòng tùy hỷ thì, thì được bao nhiêu phước, đối với công đức của các Bồ Tát từ lâu đã phát tâm tu hành các tháng hạnh, đối với công đức của Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, đối với công đức của Bồ Tát chỉ còn ràng buộc một, một đời, hết lòng tùy hỷ thì được bao nhiêu phước. Bây giờ Phật bảo trời đế thích, có thể biết được số cân lượng của núi rượu cao tu di, nhưng chẳng thể biết được phước đức của loài hữu tình do tâm tùy hỷ phát sinh này, cho đến có thể biết được số hút cân lượng của thế giới tam thiên đại thiên, xong chẳng thể biết được phước đức của loài hữu tình xót đồng lòng tùy hình sanh ra này. Trời đế thích bạch Phật Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình đối với các Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến được thành Phật chẳng thể sanh tâm tùy hỷ đối với công đức căn lành của vị ấy hoặc chẳng nghe chẳng biết về công đức tùy hỷ của người kia thì nên biết những người như thế đều đã bị ma khống chế bị ma mê hoặc là bạn bè của ma từ cõi thiên ma chết rồi sanh đến người này vì sao? Vì nếu các Bồ Tát phát tầm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát đắc bất thối truyền, đạt đến địa vị cứu cánh, lại có người có thể đối với người kia phát sanh tầm tùy hỷ, thì nhất định có thể phá hoại được quyến thuộc của chúng ma có thể mau chứng đáp trí nhất thiết trí nếu các hữu tình hết lòng kính mến phật pháp tăng bảo bất kỳ ở chỗ nào cũng thường muốn thấy phật nghe pháp gặp tăng thì đối với công đức càng lành của các bồ tát càng nên tùy hỷ hồi hướng bồ đề chẳng xanh chấp trước nếu có thể thường được như thế thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phá dẹp chúng ma lợi ích an vui cho hữu tình khi ấy phải bảo trời đế thích Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, nếu các hữu tình nào đối với công đức can lành của các Bồ Tát, hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề thì mau có thể viên mãn các hạnh Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nào đối với công đức can lành của các Bồ Tát, hết lòng tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề thì các hữu tình này đầy đủ thế lực lớn, thường có thể phụng thờ chư Phật Thế Tôn, biết rõ nghĩa lý của kinh điển sâu xa, bất kỳ sanh ở chỗ nào Tất cả thế gian đều cung kính, cúng dường, chẳng thấy sắc sống, chẳng nghe tiếng không hay, chẳng người mùi hôi, chẳng nếm vị dở, chẳng xúc chạm ô nhiễm, chẳng tư duy pháp ác, chẳng thấy nẻo ác, xanh trong trời người, thường nhận sự vui thủ thắng vì sao này kiểu thi ca vì các hiếu tình này có thể đối với vô lượng công đức của bồ tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng bồ đề căn lành tăng trưởng mau có thể chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích an vui cho vô lượng vô số hữu tình làm cho chủ cảnh giới vô dư bát niết bàn vì sao này kiều thi ca vì thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa đối với công đức căn lành của các bồ tát đều nên tùy hỷ hồi hướng bồ đề làm lợi ích an vui cho vô biên các loài hữu tình bây giờ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn tâm đã như huyễn thì làm sao Bồ Tát có thể chứng qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào ông thấy có tâm như huyễn chăng? Thiện hiện thừa, Bạch Thế Tôn không, Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào ông thấy có huyễn chăng? Thiện hiện thừa, Bạch Thế Tôn không, Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào, nếu chẳng thấy huyễn, chẳng thấy tâm như huyễn, hoặc cái không thấy huyễn, không thấy tâm như huyễn, ông thấy có tâm như thế, thì có thể đắc Bồ Đề Trang. Thiện hiện thừa, bạch thế tôn không, Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào, nếu lìa chỗ huyễn, lìa tâm như huyễn, ông thấy có pháp như thế, có thể đắc Bồ Đề Trang. Thiện hiện thừa, bạch thế tôn không, con hoàn toàn chẳng thấy ngay nơi pháp lìa tâm có những pháp nào, hoặc có, hoặc không vì tất cả pháp hoàn toàn đi nên chẳng thể trình bày là có hay là không nếu pháp chẳng thể trình bày là có hay là không thì chẳng thể nói có thể đắc bồ đề chẳng phải pháp không sở hữu có thể đắc bồ đề do đó bát nhã và làm bật đa này cũng hoàn toàn đi nên chẳng nên tu tập hay lìa bỏ cũng không nên có sự phát sanh quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng hoàn toàn ly thì làm sao có thể nói các chúng bồ tát đi vào bát nhã bà la mật đa sâu xa có thể chứng bồ đề thế nên bát nhã bà la mật đa đúng ra chẳng thể nói có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì pháp ly không thể đắc được pháp ly vậy phật bảo thiện hiện Lành thay, lành thay, đúng như vậy, đúng như vậy. Ban nhã bà làm mật đa sâu xa đều hoàn toàn đi vô thượng bồ đề. Vì bát nhã bà làm mật đa sâu xa hoàn toàn đi, nên đắc vô thượng bồ đề hoàn toàn đi. Nếu bát nhã bà làm mật đa chẳng phải hoàn toàn đi, thì chẳng phải đúng là bát nhã bà làm mật đa. Thế nên này thiện hiện, chẳng phải chẳng y chỉ bát nhã bà làm mật đa sâu xa mà đắc đại bồ đề. Tuy chẳng phải pháp ly có thể đắc pháp ly, nhưng đắc bồ đề chẳng phải chẳng nương tựa bát nhã và làm mật đa sâu xa mà đắc đại bồ đề thế nên bồ tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thế nên siêng nàng tu học bát nhã và làm mật đa sâu xa Thế quyển thứ 564